Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Kính mời quý ông bà và anh chị em lắng nghe tin mừng thứ tư ngày 21 tháng 12. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Juda. Bà vào nhà ông Zakaria và chào bà Elizabeth bà elizabeth vừa nghe tiếng bà maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần bà elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc bởi đâu tôi được thân mẫu chúa tôi đến với tôi thế này quả thật này tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, người ta vẫn thường nói không ai là một hòn đảo sống ở cuộc đời này ta phải có cái mối tương giao ta phải có cái tình liên đới với người khác và trong cái mối tương giao liên đới với những người xung quanh chắc chắn chúng ta cũng có thể nhận được cái sự khích lệ để vui sống nhưng mà cũng lắm khi chúng ta cảm thấy sự ngột ngạt, bức xúc. Có những lần sau những cuộc gặp gỡ, sau những lần trao đổi với người này, người kia, khi trở về nhà, tâm hồn chúng ta có khi nặng trĩu với những dần vặt, với những câu nói đau điếng, những cử chỉ, những hành động thiếu cái tình bác ái, thiếu cái sự vị tha của anh chị em chúng ta thực tế cuộc sống là vậy trong cái tương giao liên đới giữa người này với người kia có khi là chúng ta nhận được cái sự nâng đỡ nhưng có khi chúng ta cũng nhận được những cái niềm đau những dằn vặt và nhiều khi chúng ta chịu nhiều những cái niềm đau cái sự dằn vặt hơn là cái sự nâng đỡ nhưng kính thưa anh chị em lắng nghe bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy đức maria mẹ chúng ta không bao giờ mang đến cho người khác sự buồn đau sự dằn vặt trái lại mẹ luôn đem đến cho người khác niềm vui niềm bình an niềm hạnh phúc vì sao vậy thưa vì lòng mẹ cũng đang ngập tràn cái niềm vui niềm hạnh phúc vì có chúa đang ở trong cung lòng của mẹ Điều đó gợi ý cho chúng ta biết rằng Ai để cho Chúa được ngự trị trong tâm hồn mình Thì người đó cũng đầy tràn cái niềm vui, cái bình an Và cũng sẽ trao gửi cái niềm vui, cái bình an mình có đó Cho anh chị em của mình trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy rõ mẹ đã mang đến cho gia đình ông Zakaria và bà Elizabeth chính nguồn mạch niềm vui là chính Chúa đó, mà mẹ đang cứu mang cho gia đình ông bà suy gẫm lời chúa hôm nay tôi cũng như anh chị em chúng ta được mời gọi giống như mẹ vậy biết đem chúa là niềm vui là ơn cứu độ mà chúng ta đang có trong lòng để chúng ta đến với người khác chứ không phải mang đến cho họ cái sự hiềm khích sự chỉ trích với những cái đai hình yến làm cho người ta phải đau khổ phải dây dứt nhưng kính thưa quý ông bà và anh chị em để đem niềm vui ơn cứu độ của Chúa cho người khác trước hết chúng ta phải có ngài trong tâm hồn chúng ta sống trong những ngày còn lại của mùa vọng này mỗi người chúng ta thực sự được mời gọi mở lòng mình ra mở toang cánh cửa tâm hồn chúng ta ra để chúa có thể đến ngự vào trong tâm hồn chúng ta ước chi lời cầu xin maranatha xin người hãy đến cứ vang mãi trong cuộc sống trong tâm hồn chúng ta mỗi ngày để chúng ta có chúa chúng ta có niềm vui có bình an và chúng ta trao gửi bình an niềm vui cho anh chị em chúng ta. Amen.